Rồi, hôm nay chia sẻ với các bạn một cái bài viết không quá mới vào ngày 19 tháng 10 năm 2022. Thì đây là một cái bài viết về thực ăn thực phẩm chế biến sẵn như thế nào có lợi sức khỏe. Theo mình, mà mình là biên tập viên hay là mình là người viết á, thì để đây có cái dấu hỏi đây ha. Nhưng mà thôi, chuyện không quan trọng. Để mà nói câu chuyện về thực phẩm chế biến sẵn á, thì nhân cái dịp này mình muốn kể câu chuyện của đồ hộp. Thì cái đồ hộp này á, thật ra nó xuất phát từ một cái ông có tên là Napoleon. Người ta hay gọi là Napoleon Bonaparte. Tên đủ của ổng là như vậy. Ông này là ông vua của nước Pháp. Thì ổng đánh nhau, ổng làm đủ chuyện hết trơn. Thì các bạn nào có quan tâm lịch sử thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về câu chuyện của ổng. Nhưng mà ổng có một cái câu rất là hay. Có nghĩa là cả đội quân hành quân bằng bao tử. Và điều đó là cái ông này, ông Napoleon này, ông thật sự ông quan tâm đến cái chuyện là dinh dưỡng của cả đội quân. Và đây là cái điều thật sự, vì rằng là sau đó ông đưa ra một cái giải thưởng thời điểm đó tới thời điểm này thì mình không biết tiền là bao nhiêu ha, nhưng mà thời điểm đó là khoảng 12.000 phần Pháp á. Thì bây giờ quay lại thì bạn nào làm về tài chính thì bạn tính giùm mình. Để mà treo giải một cái chuyện là tìm cách làm những cái đồ ăn chế biến sẵn. Mình viết tắt đây là đồ ăn sẵn ha. Để cho quân đội của ổng. Thì cái câu chuyện của treo giải này á, thì tất cả mọi người đều biết. Và có một ông rất hay, ổng tên là Nicolas Appert. Thì cái nghề của ông này rất là đặc biệt. Ông này á, ổng là nông dân. Ổng cũng là đầu bếp. Ổng cũng là cái người, tại vì hồi xưa người ta rất là làm rất là nhiều việc. Ổng biết làm những đồ chua, bảo quản thực phẩm, thậm chí là ông biết làm rượu và ông biết làm bia. Thì do đó rằng là ông ở Paris, ông này vào thế kỷ 19 là ông ở Paris. Rồi ông mới ngồi suy nghĩ chuyện. Ủa mà nếu mà tôi mà làm rượu và làm bia mà tôi vẫn bảo quản được thì mắc mớ gì mà tôi làm thực phẩm tôi không bảo quản được? Và đây nó chính là cái chuyện của sự quan sát. Cái này nó hơi rườm rà, nhưng mà mình mong muốn rằng nó là cái việc mà quan sát này nè, là cái việc nó sẽ dẫn đến rất là nhiều ý tưởng hay. Và nó được chứng minh qua toàn bộ lịch sử của loài người, chúng ta quan sát. Và ông này, ông cuối cùng ông đã làm được một cái chuyện là ông bỏ đồ ăn vô cái chai. Đây là ông có cái chai thủy tinh. Mình không biết thật sự cái chai thủy tinh thời điểm đó như thế nào ha. Ở đây là ông bỏ đồ ăn vô trong này. Và ông đóng nút và ông đun nóng lên. Vẽ hơi xấu, các bạn thông cảm ha. Và nó cũng đạt được một số thành tựu nhất định. Là nó đã bảo quản được thực phẩm của ông. Nó y chang như cái quy trình, cái cách mà ông làm rượu hay là cách mà ông làm bia. Thì cái câu chuyện này á, nó xảy ra những cái tranh chấp khác nhau về bản quyền. Thì người Anh mới lấy một cái gọi là lấy cái bản quyền này lại bằng một cái cách nào đó mình không biết. Thì cái ông này, ông tên là Peter Durand. Nhưng mà cái đặc trưng của ông á, ông làm bằng hộp thiết. Do đó là ông gọi là lấy bản quyền đi. Thì cái chuyện này nó rất là đặc biệt ở chỗ này nè. Có nghĩa là thời điểm đó là các nhà khoa học á, chẳng biết gì về vi khuẩn gây tê liệt botulinum á. Clostridium botulinum là một cái vi khuẩn mà các bạn biết của pate minh chay được vừa rồi ha. Thì nó có thể nó làm các bạn tê liệt. Tê liệt từ trong ra ngoài, có nghĩa là không phải là bạn chỉ nằm yên thôi, nhưng mà phổi bạn không thở được.
cơ mắt của bạn không di động được, miệng bạn không nói được, thì nó gọi là tê liệt toàn bộ. Thì câu chuyện sau đó, các nhà khoa học, đây là câu chuyện của các nhà khoa học mà chúng ta cần phải lưu ý, là đến năm 1915, này mình không phải là kể về lịch sử ha, nhưng mà này cái này nó quá đặc biệt, cho nên mình muốn giới thiệu với các bạn. Năm 1915 thì là những nhà khoa học của USDH của bên Mỹ mới phát hiện ra, tại vì trước đó nó có quá nhiều những cái trường hợp mà ngộ độc thịt đến mức mà người ta không biết đó là cái đó đến từ đâu luôn. Thì năm 1915 thì USDA mới phát hiện ra cái vi khuẩn Clostridium botulinum của giống như là của pate minh chay ha. Mình viết cái tên này khó lắm, các bạn thông cảm cho mình ha. Clostridium botulinum. Và do đó rằng là sau này là người ta dùng áp suất nó mới đủ cái khả năng để mà gọi là tiêu diệt cái con vi khuẩn này, kể cả bào tử của nó. Nhưng mà ông Napoleon này nè, ông này ông hay cái chỗ, ông Napoleon này nè, ông đã đánh giá rất là đúng câu chuyện của tầm quan trọng của cái bào tử. Và chính vì thế là ông đã thống trị một thời gian cực kỳ dài. Nếu mà các bạn còn đã đọc một quyển sách là về Napoleon á, thì ông bị thất bại vì những chiếc nút áo. Thì nếu mà có cơ hội, những cái nút áo của ông nè, những chiếc nút áo này của ông nè, ông bị thất bại. Nếu có cơ hội thì mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Sau ông thất bại một cách tương đối là lạ đời và thảm hại. Thì cái chuyện của thực phẩm chế biến sẵn á, thì mình dừng ở cái phần này, tại vì nó có nhiều cái dạng thực phẩm chế biến. Ví dụ như là bạn chế biến thịt thì nó sẽ khác, chế biến rau củ quả nó sẽ khác, chế biến đồ chua nó sẽ khác, chế biến đồ mặn nó sẽ khác, vân vân. Tất cả mọi thứ đó nó khá phức tạp và nó cần một kiến thức khoa học khá vững chắc để mà chúng ta đảm bảo được rằng là không có cái trường hợp của pate minh chay. Các bạn làm ơn các bạn nhớ giùm mình cái pate minh chay nha, tại vì đây là một sự ám ảnh trong cuộc đời của mình. Mình không ngờ được cái chuyện đó có thể xảy ra ở Việt Nam. Rồi, thì quay lại cái thực phẩm này, quay lại cái bài viết này, thì thực phẩm chế biến sẵn thì chúng ta cần phải hiểu rằng á, cái chữ chế biến sẵn đây không, thì không hẳn là đồ hộp đâu. Nó có thể là mì gói, nó có thể là bánh tráng trộn, nó có thể là tất cả mọi thứ đồ khô mà bạn có thể bạn ăn ngay lập tức mà không cần phải qua chế biến gì hết, thì đó gọi là thực phẩm chế biến sẵn. Rồi, thì cái bài viết này chắc là của Hồng Kông, mình không biết tại sao, thì thôi chuyện đó không quá quan trọng. Điều quan trọng nhất là các bạn phải chú ý cái thành phần và các nhãn dinh dưỡng. Cái nhãn dinh dưỡng này nó phức tạp lắm. Thật ra là bản thân mình vào những cái năm trước mình cũng không có quá hiểu về cái nhãn dinh dưỡng này đâu. Và cái nhãn dinh dưỡng là cả một vấn đề trong gọi là sản xuất thực phẩm. Bạn biết tại sao không? Ví dụ ở đây mình nói bạn sản xuất món A, thì món A đó là có thành phần thứ nhất là bao nhiêu phần trăm, thành phần thứ hai là bao nhiêu phần trăm, thành phần thứ ba là bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà cái món A nó đến từ là ví dụ có liên quan đến con gà. Thì cái con gà đó, cái mùa này cái phần trăm này nó sẽ khác, mùa sau cái phần trăm tiếp tục nó phải khác. Vậy thì không có thể nào mà bạn làm được cái câu chuyện là bạn có một cái nhãn dinh dưỡng cho tất cả các con gà của tất cả các mùa của tất cả các loại gà trên thế giới này hết. Chuyện đó là nó không tồn tại. Do đó là cái nhãn dinh dưỡng này nè rất dễ bị lừa, và đừng nên quá tin nó ha. Thông tin bạn cứ đặt, tự đặt câu hỏi thôi. Bạn cứ cần bạn tự đặt câu hỏi, làm sao tôi có thể có một cái con gà đồi ở Đà Lạt cực kỳ ngon như một cái clip mình đã quay ở trên kênh của mình, thấy là chỉ muốn ăn thôi, với lại một con gà công nghiệp hoặc là một con gà thả vườn. Làm sao mà bạn có thể bạn so sánh cái dinh dưỡng của nó được, bạn có thể bạn so sánh cái thành phần của nó được? Chuyện đó chuyện không thể. Do đó rằng là cái nhãn dinh dưỡng này thì cũng
tương đối thôi, nói chơi cho vui chứ chuyện đó nó không có ý nghĩa gì hết. À, nhưng mà nó có quan trọng gì nè. Tránh dùng, ở đây ông này ông nói ông tránh dùng là những sản phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và chất làm ngọt nhân tạo. Các bạn lưu ý nha, mình làm lần nữa ở đây cho nó rõ nè. Chất béo bão hòa và chất làm ngọt nhân tạo, điều này mình hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm này, là tại vì chất béo bão hòa về mặt cơ bản nó không tốt với sức khỏe. Và bạn nên nhớ nha, nó như mọi người nhiều khi mọi người không hiểu chứ, chất béo bão hòa này có trong sữa, dầu cọ, vân 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 và vân vân. Và do đó là nếu mà bạn uống sữa là bạn đang tiêu thụ chất béo bão hòa. Bạn ăn dầu cọ đó bạn nên nhớ nha, mì gói là chiên bằng dầu cọ nha, là được chiên bằng dầu cọ. Bạn không tin của mình á thì bạn lên Ace Cook của Việt Nam, bạn gõ là quy trình chế biến của Ace Cook là bạn sẽ có ngay lập tức cái thông tin này. Và đây là một cái thông tin bạn lưu ý là nó có hại sức khỏe nha. Cho nên mì gói nó không phải là một cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe. Nếu mà may mắn là nếu mà chúng ta đói quá chúng ta không có gì ăn thì mình khuyên các bạn là phải ăn mì gói. Nếu mà chúng ta có cơ hội mà không cần phải ăn mì gói thì làm ơn đừng ăn mì gói, vậy thôi. Bạn dùng bột nêm, cái gói bột nêm đó thì nó có những cái vấn đề khác nhưng mà nó không có nguy hiểm bằng là cái gói mì gói. Cái sợi mì gói là một cái sợi đã được nấu lên, được chiên lên, dầu thấm hút vô trong đó. Và cái lượng dầu bạn cứ đọc trên bao bì bạn sẽ thấy nhiều khi có những cái bao bì lên tới, bạn có gói mì là 80g đi, hoặc là 50g, 80g vân vân, mà nó có tới 30% là dầu. Bạn phải tưởng tượng đó là một cái con số kinh hoàng được cái nào. 30% của 80g là bạn 24g dầu bão hòa một ngày. Và 24g dầu chút xíu bạn xuống xem, bạn sẽ thấy rằng đó là vượt ngưỡng người ta cho là an toàn ngày hôm nay. Nhưng mà thật sự là chúng ta không nên ăn chất béo bão hòa một cách thường xuyên như vậy. Rồi, thì cái vấn đề nó đến từ cái đồ họp ở đây á, của hậu đại dịch. Thì chúng ta đừng nói hậu đại dịch ha, ngày hôm nay chúng ta đang nằm ở đâu? Suy thoái. Mình cũng không biết với chữ suy thoái này làm sao cho nó phù hợp nữa, nhưng mà suy thoái này nó không có thấy đường ra, cho nên nó sẽ lên xuống vậy ha. Thì nhiều người rất là mong muốn là tìm kiếm cái cách tiết kiệm. Cách tiết kiệm mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong một cái clip trong cái thời kỳ suy thoái này á, là không phải là tiết kiệm theo kiểu ăn đồ hộp. Ăn đồ hộp theo quan điểm của mình nha, là chỉ cần được sử dụng khi mà bạn đối diện với chết đói, chứ không phải là đối diện với suy thoái. Thì tại sao cái đồ ăn chế biến sẵn lại tiện lợi và rẻ hơn nhiều so với thực phẩm tươi sống? Thì nó có giá phải trả hết. Chúng ta đều có giá phải trả hết cái chuyện đó. Tại vì sao? Bạn mất vitamin C, điều đó là điều hiển nhiên. Khi mà bạn nấu, bạn chiên, bạn xào, bạn làm gì đó, bạn mất vitamin C. Mà cái vitamin C đó, dĩ nhiên nó là một trong những cái vitamin quá quan trọng của đồ tươi sống thôi. Nhưng mà khi mà bạn mất rồi á, thì bạn sẽ rất là dễ dàng bị những bệnh scurvy, có nghĩa là bệnh viêm bao tử mãn tính. Mà cái bệnh này á, mình nói thật á là bây giờ mình cũng không biết là các bác sĩ chữa làm sao nữa, nhưng mà đa số là các thủy thủ là đều bị hết. Bạn nhớ nha, các thủy thủ nó cũng giống như là những người đi đánh trận, những người lính vậy đó. Họ là họ bị hết. Cho đến khi cái ngày mà họ đã bị rồi, thì cái quan điểm của con người chúng ta rất là hay. Khi mà bạn gặp vấn đề rồi á, thì là bạn tìm cách giải quyết vấn đề. Nhưng mà trước đó là sẽ có gây nên một số thiệt hại. Thì nếu mà bạn là người gọi là tìm cách phòng chống vấn đề, thì bạn sẽ nghĩ khác. Còn bạn là người thôi tôi kệ, sao cũng được, thì bạn sẽ nghĩ khác. Đó là quan điểm của mình nè, đơn giản vậy thôi. Và do đó rằng là cái thực phẩm mà ăn liền là một cái thực phẩm dùng để chống đói, dùng để đánh nhau. Và do đó là
mình không cũng không có quá cần quá phải quan tâm đến cái chuyện đồ họp trong cái thời điểm mà chúng ta tốt, gọi là kinh tế chúng ta phát triển tốt. Rồi, theo Sirius, ông này thật ra là mình cái tên này cũng hơi lạ ha, mình không hiểu lắm. Thì cái thực phẩm mà chế biến sẵn á, thông thường là các hàng nông nghiệp thô được rửa sạch này vân vân, tiệt trùng, nấu chín sấy khô, nhưng mà nó có cái câu chuyện khác. Cái sản phẩm này cũng được bổ sung chất, các bạn đợi mình chút xíu, trong cái trường hợp này thì mình thua là tại vì cái trang web của mình nó không có quá tốt. Nhưng mà nó có một câu hay: thực phẩm chế biến sẵn không tốt về sức khỏe, xong không hoàn toàn tháo xấu, xong không hoàn toàn xấu nếu biết cách sử dụng. Nhưng mà câu chuyện có gì nè, hai cái này là hai cái vế nó hoàn toàn nó khác nhau. Vậy thì nếu mà bạn nói rằng á, là một cái thứ mà không tốt sức, không tốt cho túi tiền của bạn đi, nhưng mà không hoàn toàn xấu, có nghĩa là cái gì? Cái điều đó là điều cực kỳ khó để mà đưa ra cái câu trả lời ha. Đồ ăn sẵn chắc chắn có thể là một phần của chế độ ăn uống cân bằng và bổ dưỡng. Thì mình nói câu chuyện như thế này về cái câu chuyện của cân bằng. Tại vì ông này ông nói chữ cân bằng và bổ dưỡng, thì điều bổ dưỡng á, mình không biết là bổ dưỡng chỗ nào. Nhưng mà nói cầm cự thì dĩ nhiên điều đó là vô cùng quan trọng để mà bạn cầm cự. Ngày hôm nay á, là mà mình nhớ lại cái thời điểm mà mình cầm cự, khi mà mình nghèo nhất á, mình nghèo nhất trong cuộc đời của mình luôn á, là chưa bao giờ mà nghèo đến mức như vậy hết. Là mình ăn bánh mì với lại cá hộp và uống sữa. Ở trong đây là một cái trong môi trường khác nha, các bạn đừng hiểu lầm mình. Cá hộp, bánh mì và sữa ở một số nước trên thế giới này á là nó cực kỳ rẻ. Nó rẻ là nhất trong tất cả các loại thực phẩm mà các bạn có thể ăn này. Cho nên là mình lựa chọn cái câu chuyện cá hộp, bánh mì và sữa. À, bổ sung rau hả? Salad. Mà cái cuộc đời của mình nó kéo dài rất là nhiều tháng, chỉ bao gồm những cái món này thôi. Rồi, cái chuyện mà nhãn dinh dưỡng này hồi nãy mình nói các bạn rồi là không có quá nhiều ý nghĩa đâu. Không có quá nhiều, hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết trơn á. Không có bất kỳ cái ý nghĩa nào luôn á, nếu mà mình nói một cách thẳng thắn là như vậy. Và cái sản phẩm, làm sao bạn biết được sản phẩm này? Làm sao bạn biết sản phẩm này? Ở đây nó có câu chuyện của bơ thực vật nha. Có nghĩa là những sản phẩm như là bơ thực vật của Tường An, hoặc là những sản phẩm như là bạn ăn bắp xào đây, hột vịt lộn, hột gà lộn, hột gà nướng gì đó mà bạn nghe ha, là cực kỳ có hại ha. Thà nó xào bằng dầu đi, tôi cảm ơn. Nhưng mà nó xào bằng bơ thực vật nghe cho nó mùi nó hay. Dạ. Kem tươi, mỡ động vật, dầu cọ, dầu dừa. Tại vì sao? Là tại vì tất cả những thành phần này có thể chuyển thành chất xấu, gọi là béo xấu nha. Và cái câu chuyện của béo xấu á, thì nó là như vậy nè, bạn phải gánh chịu. Tại vì bạn ăn á, bất kể chất béo nào á, thì là nó sẽ đẩy nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nếu mà không biết được chất béo đó là một cái chất béo có bảo hại hay không, mà mình đảm bảo với các bạn luôn á, bản thân mình còn rất là gọi là mơ hồ về những cái này. Và một vài năm trước mơ hồ vô cùng, không biết luôn. Cho nên là cái vấn đề là nó đến từ cái chuyện là chúng ta không được truyền thông nói về những cái chuyện này. Về dĩ nhiên truyền thông nó sẽ không bao giờ nói cho các bạn đâu, là tại vì ông Tường An ông đang bán bơ ngon lành vậy, bơ thực vật của ông ngon lành vậy, mà bây giờ mà tự nhiên có truyền thông lên nói là bơ của ông là gây hại sức khỏe là chết tôi rồi, đâu có được. Đó là câu chuyện của kinh tế.
versus sức khỏe. Thì người ta nguyên tắc của người ta là người ta sẽ lấy sức khỏe các bạn ra để người ta kiếm tiền thôi. Các bạn đừng có ngạc nhiên về chuyện đó, là chuyện đó là hiển nhiên không bao giờ có cái chuyện ngược lại. Không bao giờ ai nghĩ tốt cho các bạn hết đó. Thậm chí mà các bạn muốn mua một cái món gọi là, ở đây mình ghi thêm là ngon, bổ và rẻ, chuyện này nó không có tồn tại đâu. Ví dụ bạn nói bạn ăn một cái món mà cực kỳ khó trên đời này, cái vật liệu khó nhất trong tất cả mọi loại vật liệu mà con người biết đến á, là món kem đi. Bạn muốn ăn kem ngon mà không xài những cái chất béo nhân tạo, hydro hóa các thứ các cái, và rẻ, làm gì có chuyện đó. Bạn muốn ăn những cái kem mà tương đối là bổ cho sức khỏe, xài những cái thực phẩm mà nó còn thuộc dạng natural, tự nhiên và ngon, thì cái chữ rẻ này là cái chữ không bao giờ tồn tại. Bạn vào McDonald's, bạn vào KFC, bạn vào tất cả mọi nơi mà bạn mua một cây kem 10.000, mà bạn nghĩ rằng cây kem 10.000 đó là ngon bổ rẻ, thì cái chuyện đó là cái chuyện bất khả thi. Bản thân bạn mà bạn muốn mua một căn nhà gần chỗ làm của bạn, có không bị ngập nước và có giá rẻ, là cái chuyện đó bất khả thi. Hay là bạn muốn mua căn nhà ở trung tâm 100m² nhưng mà bán giá 1 tỷ, thì chuyện này nó cũng càng bất khả thi, rẻ đó. Cho đó là đây là một cái câu chuyện mà các bạn phải nên lưu ý. Ngon bổ rẻ nó không có đi cùng với nhau ha. Nếu mà nó đi cùng với nhau đó là lừa đảo, tại vì có thêm lừa vô nữa ở đây thì nó mới có ngon bổ rẻ. Thì cái chất béo bão hòa này nè, bạn nên nhớ nè, bão hòa nó đỡ hại hơn là chuyển hóa nha. Chuyển hóa ngay là bạn chiên tới, chiên lui, chiên trái, chiên phải, chiên các loại như cá viên chiên, gà chiên, vân vân, là luôn luôn được tìm trong các loại bánh ăn liền, thịt đóng gói, đồ chiên rán. Cái đồ chiên rán này nè là các bạn TikToker, bạn YouTuber, các bạn đi review rất là nhiều, tại vì nó ngon. Nó ngon, nó ngon. Câu chuyện của đồ, tại sao đồ chiên rán nó ngon, mình sẽ giải thích với các bạn sau. Mà nó ngon, một phần nha, một phần ở đây có ghi nè, là muối. Thì do đó rằng là đồ chiên rán nó hơi nguy hiểm hơn với so với chúng ta nghĩ nha. Nguy hiểm hơn nhiều. Cái câu chuyện tiếp theo là đường. Đây, mình nói cho bạn cái câu chuyện về đường. Thì cái việc câu chuyện về đường là chúng ta lạm dụng đường rất là nhiều. Rất một cách rất là đơn giản, bạn ăn một cái bánh ngọt, bạn uống một ly trà sữa, bạn uống một ly cà phê sữa, hay là buổi sáng là bạn ăn bánh mì két mứt, vân vân. Cái cách mà người ta lạm dụng đường. Thì cái vai trò của đường là gì? Thì các bạn phải hiểu nè, đường làm tăng cái nguy cơ cao huyết áp và làm gan nhiễm mỡ. Tại vì cái sự chuyển hóa của đường á, là đường nó chuyển hóa gần như trực tiếp vào mỡ. Do đó là khi mà bạn nghĩ mà là bạn ăn đường mà bạn chắc là không sao đâu, bạn chạy thêm gym 300-400m nữa, điều đó nó không ý nghĩa gì hết trơn á. Và dĩ nhiên là béo phì và sâu răng ha. Có cái cách mà ăn đường mà không sâu răng á, mình nói là đơn giản là nếu mà bạn làm được một cái chuyện á, là bạn đánh răng hoặc là súc miệng, miệng sau khi ăn, thì là bạn hạn chế được nguy cơ của sâu răng. Nhưng mà béo phì là cửa nào đâu bạn hạn chế, không có cửa, hoàn toàn không có cửa luôn, đã ăn vô là dính đạn rồi. Màu thực phẩm, rối loạn tăng động và giảm chú ý, thì cái chuyện này rất là hiển nhiên, tại vì trong tất cả các loại nước ngọt đều có màu thực phẩm mà. Trong tất cả các loại bánh, bạn mà ăn một cái loại kem mà, ví dụ như mình nói các bạn nghe là một cái sản phẩm mà mình giật mình luôn, kem khoai môn có màu tím, tím rịm đi, mình dùng cái tím rịm đi,
Bạn nào mà nấu khoai môn ra được cái màu tím rịm á là tôi quỳ xuống tôi lại 10 lại. Điều đó nó không tồn tại và không có khả năng cái chuyện đó. Người ta cho phải cho mùi khoai môn, người ta phải cho gọi là màu tím đến từ đâu mình cũng không biết luôn. Và để mà ra một cái khoai môn màu tím, các bạn xem cái clip về kem của mình ha. Rồi. Xong. Nhóm 1. Chất gây ung thư. Thịt nướng đó, thịt chế biến sẵn nè, như xúc xích nè, ung thư dạ dày và ung thư ruột. Rồi, các bạn có quyền ăn, các bạn có quyền ăn. Ai muốn làm gì làm, tới lúc mà bị ca rồi biết. Và quan trọng nhất là nhiệt độ cao nè. Cái nhiệt độ cao này rất là quan trọng. Do đó rằng là nếu mà bạn quan tâm sức khỏe của bạn á, một chút thôi, một ít thôi, thì bạn phải lưu ý những cái chuyện này. Lâu lâu bạn ăn gà rán không có vấn đề. Lâu lâu mình nói là 1-2 tuần, 2-3 tuần mà ăn một cái đùi gà rán KFC hoặc một cái gì đó nó không có vấn đề. Chứ không phải là bạn nói lâu lâu là 1-2 tiếng mà ăn một lần, không phải vậy nha. Quan trọng là đường, muối, chất béo bão hòa. Nhưng mà cái này á, liệt kê bản thành phần thì không có đâu, không có tồn tại chuyện này đâu. Là tại vì bạn thử ăn KFC coi làm gì có, bạn thử ăn McDonald's coi làm gì có. Và những cái thành phần này được viết theo thứ tự trọng lượng. Cái này là trên một số những cái sản phẩm, mà đa số những sản phẩm này là sản phẩm công nghiệp. Do đó là người ta phải viết đại con số nó ra cho nó phù hợp thôi. Bạn lấy 10 cái hũ, 10 cái gọi là lọ sữa OHT hoặc là lọ sữa gọi là sữa công nghiệp á, sữa tiệt trùng á, bạn đi test, bạn mỗi tháng bạn lấy một cái lọ sữa mà đi test thành phần, mình đảm bảo với các bạn á, là thành phần ra hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Mà nếu mà nó giống nhau á thì bạn còn phải đặt cái nghi vấn nguy hiểm hơn nữa. Con bò mùa đông, con bò mùa thu, con bò mùa hạ, con bò mùa xuân là 4 con bò khác nhau, làm sao nó ra cùng loại sữa giống nhau được? Vậy thì người ta phải làm cái gì để mà có những cái loại sữa giống nhau được? Chuyện đó nó còn nguy hiểm hơn nữa. Miệng liền. Món này là món perfect. Mình cũng thích nha, chứ không phải các bạn không đâu. Mình cũng thích nha, nhưng mà cực kỳ hạn chế. Những cái thực phẩm này nè, ngũ cốc, nguyên hạt hoặc là sữa đậu nành không đường lại bổ sung canxi vân vân. Đậu phộng tăng cường omega 3 rất là mạnh cho người không ăn hải sản. Ủa? Điều đó nó quá tuyệt vời. Là tại vì sao? Tại vì sao bạn phải xài sữa chua? Tại vì sao nó là nguồn canxi? Đây là quảng cáo hay không thì mình không biết. Đậu khỏe xương bổ sung men vi sinh. Tại sao? Và đây là một cái câu chuyện quảng cáo. Là tại vì vậy nè, cái vi sinh á của các bạn á nằm trong ruột của các bạn chứ không phải nằm trong bao tử. Và nó được sinh sôi, nó nảy nở đến từ những cái gì mà các bạn ăn, và nó chuyển hóa trong ruột của các bạn. Và do đó rằng ai muốn nói gì nói. Theo quan điểm của mình á, là cái vi sinh đa số những cái sữa chua á, nếu mà nó còn sống á, gọi là men còn sống mà chưa qua luộc, chưa qua nấu chín như những cái thương hiệu nổi tiếng á, thì ok, tạm tạm được, rớt được nhiều, rớt xuống dưới xuống dưới ruột già của các bạn. Nhưng mà những cái sữa mà đã được qua thanh trùng, được qua tiệt trùng, hay là được bạn có thể để 45 ngày là chuyện đó là chuyện hoang đường. Cái sữa chua ở nhà các bạn làm là có men vi sinh, có đầy đủ hết, và bạn để được 3 ngày, 5 ngày, thậm chí là 7 ngày thì nó đều bị chua, càng lúc càng chua. Mà tại sao một cái sữa chua mà từ công nghiệp sản xuất ra bạn để 30 ngày không thấy nó chua hơn chỗ nào? Mà bạn phải đặt câu hỏi chuyện đó ha. Và Linh nhớ nè, hỏi thì bạn sẽ kiếm tiền từ tiết kiệm rất nhiều nha. Rồi. Bài này cũng không có nguồn, mình chỉ phân tích vậy thôi. SCMP là gì mình không biết, do đó là mình cũng chịu, mình không thể nào mà cho các bạn thông tin được thêm hơn.
Thì đây là nhân câu chuyện của đồ họp một cái bài viết này thì mình phân tích cái bài viết. Rồi dĩ nhiên nó không có phù hợp. Và đến cuối cùng á thì mình muốn đặt ra một cái vấn đề vậy nè. Những cái đồ họp này chỉ dành cho khi và chỉ khi các bạn có chiến tranh. Trong thời kỳ bình thường, các bạn làm ơn các bạn tránh hoàn toàn các loại đồ họp. Các bạn biết tại sao không? BPA. Mình nói cho các bạn nghe đây, chữ BPA. Các bạn phải sợ cái chữ này nha. Rồi. Nếu mà không mình nói ra thì nó hơi kỳ, nhưng mà tất cả các loại đồ họp đều chứa BPA là chất gây ung thư. Bạn bị ép lắm, vô có thế xấu lắm thì bạn mới ăn. Còn nếu không á thì mình năn nỉ các bạn đừng có ăn đồ họp. Trừ khi và tối thiểu là nó phải được là cái bao bì này nè. Ở đây nó có một cái lớp trắng màng ở trong này nè. Và nếu bao bì này bạn thấy là ghi là không có BPA thì bạn ăn. Nếu mà có BPA thì bạn đừng ăn. BPA là gì ha? Tự tìm. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe.